Thưa sư phụ, là hiện gần ngày về đây thì có nhiều đài truyền hình nói ở Việt Nam là có hai mặt trời và Trung Quốc cũng có hai mặt trời, thì hiện tượng đó là hiện tượng thế nào? Hiện tượng phân biệt gì nữa? Tây Thiên Việt là của cha. Ê, vừa ra đời thường thường hai mặt trời, một rừng không có hai cọp, một bầu trời không có hai mặt trời, thì trong lúc giao thời nó vậy, nước Việt sẽ có hai chiều đổi vị. Cho nên bây giờ con thấy tự nhiên, thấy bác Hưởng đang làm ngon lành quá. Thì hiện tượng con người á, có trăm muôn nghìn cái kiểu nào thì không cần biết, nhưng mà lúc cơ trời đi á, nó cũng giống như một cái luồng nước mạnh vậy đó, không có cái đập nào mà cản nổi. Chẳng qua là cái hữu từ bi dù thấy họ chết lởm ngởm trong cái dòng nước, mà dù lên mạng nó hoài mà không có chú ý thôi, thì nước Việt sẽ có một sự thay đổi rất là lớn. Thiên Việt sẽ về nước cứu dân, tức là đổi lãnh đạo. Những cái rất là tối có cào thù không có lộ lên hết. Thầy sư phụ mỗi ngày mấy vị chỉ muốn luyện và dạy sư phụ, giống như là một sĩ quan Đà Lạt vậy đó, học theo khóa này lái máy bay thì con lái máy bay đó nha. Đó là bữa nay sư phụ lái tàu ngầm, bữa nay được lái tàu ngầm hạt nhân. Thì bữa tàu ngầm rời khỏi bến San Diego thì tàu ngầm bắn pháo bông, thì bây giờ nói ok rồi, tàu ngầm chào tạm biệt để đi chinh chiến, bây giờ tàu ngầm phải lặn. Nếu mà bỏ tiễn nó nẻ xuống thì sao, nó biết đâu nẻ. Thì đó sư phụ làm theo lệnh hàng tuần. Thì mấy con đó là người đời, không có giống như sư phụ là con nửa người đời thôi. Thì người đời, con nửa người đời cũng ăn uống cà phê karaoke mấy đại tử bình thường, còn phân nữa là con của cha. Không, tại sư phụ chỉ mượn cái tháp phàm, sư phụ đâu phải là người của thế gian này đâu. Thì sư phụ tiếp xúc được với mấy vị hầu như everyday, lúc nào cũng được. Khi nào có gì quan trọng thì ở trên mới hạ thánh chỉ xuống thì mới làm. Giống như sư phụ nhập thất hai tuần thì cái đảng Thiên Việt ra đời, thì giống như một cái khóa học của một cái tu bổ gì đó, thì nó mới ra đảng Thiên Việt. Thì sư phụ mới hiểu được à, cái này nó mục đích gì phải không. Thế giờ kêu sư phụ làm sư phụ cũng chẳng có hiểu gì, thì là làm sao lên đây nói. Nó vậy đó. Nên sư phụ giờ là một cán bộ, con bộ còn đang học, học hàng tuần hàng tháng. Còn ai muốn biết nhiều hơn thì chờ tin tức cập nhật. Cho nên cái đài Ngô Tiến Kỳ Official bữa nay 280 mấy 87 cái clip, nó sẽ lên cho tới cả nghìn cái clip. Thế còn hoài chuyện dài không hề chờ kết cuộc. Làm sao kết cuộc được? Thế giới nó đang chinh chiến lên xuống như này. Dân tộc cả trăm triệu bản đang đói khát lặn hụt. Bây giờ con có tưởng tượng cái con rùa vàng của mình á, ảnh khôn quá, anh thành ngu. Biết rùa vàng mình là ai rồi đó. Tự nhiên chiếc xe điện bán Mỹ không được, bán thế giới không được, cái đem về làm taxi cho nước Việt. Làm sao? Để giết biết bao nhiêu triệu cái nền kinh tế của xe ôm với những cái xe taxi khác, rồi những cái vận chuyển khác. Rồi mấy người đó người ta không có tiền rồi sao người ta nuôi gia đình, có phải khổ hay khổ thêm không? Chết thì chết mình đi. Không, cũng chết chùm. Dân Nam ngộ lắm, cũng giống như chị Lan mình bữa nay lên khai hết. Cái này có thế lực này sau lưng, nó liệt sau lưng, bữa nay bán biệt thự kia này nọ. Ở vậy Đức Thầy nói không có sai. Giàu sang chỉ có một giờ một cơn nước đổ là còn buồn xà lón cũng không còn nữa, mạng có giữ không được. Thời nay là thời của trời Phật hạ phàm, mà trời Phật đã cảnh cáo mình hàng mấy trăm năm từ ông ngoại bác làm cảnh trình, cũng là sư phụ, cũng là Đức Thầy. Rồi tới ngày vô tại Thác Phàm thì năm 60 năm thì cũng già cũng bệnh phải không? Ông không muốn uống thuốc cho ông đổi xác. Thời xưa đâu có thuốc men như thời nay. Thì đổi năm cái xác gọi là ngũ đại truyền thừa mà cũng cùng là một người nha.
Rồi sư phụ cũng vậy, đổi rất là nhiều xác. Sư phụ từ vua bên mẹ, vua nhà Mỹ, sư phụ làm vua 3 lần. Toàn là hiên ngang không à. Mà cha sai mẹ bảo đi vào thế gian, nhiều đời nhiều kiếp nhiều nhiều màn, màn nào cũng để lưu danh truyền kỳ. Đó sư phụ phải không? Tại vì trên trận cái năng khiếu của ai thì sao xuống đây nó vậy. Thì đức thầy nói là ở cái thời này nè, giàu có chưa chắc, đừng có tự cao, đừng có nói ồ biết tao à, biết ông mày là ai không á, đừng có về giờ xưng thế đó. Sư phụ chưa dám bây giờ xưng biết ông mày là ai không. Hồi xưa sư phụ đâu có dám nói là chúa Đại Sô Minh Dương rồi vua hay là Chuyển Lương Thánh Dương vân vân là vân vân, sư phụ chưa hề dám tự cao. Tới giờ phút này á, cơ trời đi, hai mặt trời đã nổi lên, một đống mặt trăng ở trên bầu trời nước Việt, vì nó con không nói biết chừng nào nó mới hiểu, nó bị nhồi sọ quá rồi, nó thành chai đá rồi. Bây giờ con có nói nó cũng không hiểu nữa, bây giờ con cứ nói thẳng hết đi, con là cái gì con nói hết đi, vua Kiệt là tên của con đó, thầy nói vậy. Bây giờ nó không tin thì là bỏ tay, tại vì chúng ta giúp mang thân người chúng ta phải tự tâm. Bây giờ trời Phật mà làm giùm chúng ta gì, chúng ta xuống đây làm gì, hiểu không? Mình mới đi về được. Mà trong khi ở trên cho lộ cơ, thiên cơ bắt hả lậu, lậu là ẹt. Mấy ông thầy trong mấy hòa thượng lớn mà tu giỏi ha, lộ là chết. Có này lộ cơ được giấy phép nữa nghe con, mà lộ không lộ cũng bị ký đầu nữa. Vậy mà cũng không chịu nghe nữa, cũng không hiểu làm sao luôn. Mà thấy chưa là mình nói sai hay là mình nói cái gì mà nó gọi là ridiculous, ảo tưởng quá, nó rất là thực tế luôn. Mà nói bằng tiếng miền Tây dễ hiểu, tại tiếng lớp 4 dốt mà, đâu có nhiều danh từ nhiều đâu, hồi đâu có nhiều danh từ đâu, hồi chỉ nói cái ý thôi. Giống như từng rồi nói cái gì, cái bài gì, lưới trời lồng lộng khó thoát vậy đó. À, sư phụ chỉ nói ra cái ý, tức là hồi xưa sư phụ cũng có nhớ có cái đó là đã là hay rồi đúng không? Còn mà lên đây mà nó liên tục mà một giây không có kịp nghỉ mệt á, đâu phải nó cái đầu mình nhảy ra chữ hoài đâu, cái đầu phân nửa nó chỉ là thánh thôi, phân nửa đây nó cũng là con heo ngủ nè, cũng thích vui, cũng thích này nọ, cũng thích đi du ngoạn rồi vậy đó, cũng như người phàm, nhưng mà sư phụ không có chấp thế gian. Ở những nơi sang trọng, sáu sao cũng coi giống như ngàn sao. Còn ăn uống như homeless cũng coi như ăn đồ sang trọng, có nghĩa là miễn no là được rồi, không có không trong lòng không có còn chắc như người thường. Hãy người ta vui là mình vui, đó là cái tấm lòng của người già. Cho nên cái mặt trời với một đống hiện tượng ở bển, đó là cái nạn hạn hán và đói sẽ tới, và đồng thời một nước Việt sẽ thay ngôi đổi chủ, cả nước Tàu cũng vậy. Và cái chuyện mà dễ nhất mình nói phải có thực tế, 100% chắc chắn là con cọp với con mèo mà hai ông này mà ra đấu lại á, có nghĩa con cọp thắng hay con mèo thắng? Cọp phải thắng đúng không? Tại con mèo lúc trước nó ăn gian, nó ăn dụng mà nó thiếu rồi. Giờ con cọp giờ cả nước, giờ cả mấy người mà đẻ nhiều cũng khoáng cọp nữa, chứ không phải nước Mỹ là đi dục rét luôn á, thì con cọp sẽ thắng. Mà với cái tánh của con cọp là tướng trời này là thắng thì sẽ như thế nào? Ông chừng chị thằng Trung Cộng không phát một à, bữa không nhờ lên tới 2 năm đó mà bây giờ mình mới biết hết đường tơ lụa, biết hết TikTok và bài, biết hết lưỡi bò. Có cái bài thơ của chị sư phụ viết lưỡi bò cắt ngắn làm đôi mà, không có ổng, chỉ có người trời mới làm được mấy chuyện này. Thì ổng lên chuyện này nghĩ chuyện gì sẽ ra, chắc thế giới này ông Trump ông nói ồ Việt Nam mày rất là có phước nghe, mày có thiên tử đầu thai nha, thôi tao chừa mày nước mày làm cộng sản duy nhất trên thế giới nha, thôi đổi thể chết, thôi vẫn giữ búa liềm đi, búa liềm không có sang trang, sao vàng bản đỏ không có rụng đầu nay mai nữa mà forever,
Hồ Chí Minh muôn năm. Bây giờ ở Việt Nam con thấy có chỗ nào đây để cái bản Hồ Chí Minh muôn năm không? Hồi xưa lúc mà giải phóng vô cho rồi cái bản nó đầy đường á. Bây giờ có ai thấy bản đó không? 50 năm là muốn chết người muôn năm nữa thôi, không biết mình đi lấy đất mình ăn nó cỏ ăn. Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm. Nói không. Mấy hiện tượng đó là hiện tượng xấu, rất là xấu, cực kỳ xấu. Hồi xưa bên Tàu cũng vậy, họ là triều đình vua mà thể chế vua, mà mỗi lần mà có những hiện tượng đó là một cái vương triều đang mạnh như cái gì đó, cũng sẽ bị thay đổi. Chỉ có Việt Nam quá mạnh, tại vì mấy triệu công an á, tướng nào nấy bự lắm, tại nó bia một bự đó. Thấy bụng bự là sợ rồi quá cho nên tướng nè không giống như con cảnh sát Mỹ. Cảnh sát Mỹ nào nó tập thể dục á nó có sáu phát rồi, nhưng na trầu nó nhậu tối ngày trên bụng bự dân sợ lắm. Cho nên hiện tượng nó rất là xấu, không có tốt, không có tốt cho nước Việt. Tôi thấy bữa nay thưởng rất là thông minh đó nha, thưởng đâu là thằng ngốc làm vua là thế gian để tóc thầy chùa để râu chứ thế gian cạo tóc thầy chùa để râu. Thưởng là cũng giống mặt cũng rất ngốc á, tự nhiên bữa nay thưởng khôn cực kỳ á, nộp đơn cho tôi xin từ chức là khôn á. Tại vì nó sẽ không có dính vào lịch sử dân tộc Việt Nam bị chửi. Tại sao này mà ai mà hốt cái xác của nước Việt á, trời ơi nó cực kỳ là thê thảm, khó lắm. Không có tiền, không có tài nguyên, rồi không có đạo đức nữa, rồi mắc một đống nợ nữa, hốt một đống hết. Ai mà sau này lãnh đạo nước Việt mệt lắm. Người 4 triệu rưỡi đảng viên, chẳng lẽ giờ làm nhà tù đầy hết nước Việt à? No. Chùa nhiều thì cho vô hết 4 triệu đảng viên, mỗi ông vô gõ mỏ đọc kinh Lăng Nghiêm, ông nào thuộc Lăng Nghiêm được ra là giữ chức cũ lại, còn không thuộc Lăng Nghiêm thì vô trong đó gõ mỏ. Sau này nếu thua lãnh đạo thua bắt đọc kinh hết. Đó là một cực hình của những người ác à, cái đó là họ sợ nhất phải không? Đọc kinh ăn chay rồi là mấy lãnh đạo là sao làm nổi, mấy ông là bia rượu rồi thô tục, gái đỡ trong đó đâu có gái, cầm cuốn kinh đọc ngồi thiền tối ngày vậy đó. Đúng ông nào thuộc kinh là được ra. Tôi làm vậy mà thiệt luôn á, mấy con gái quay nha. Cái đó khó lắm, không phải dễ. Cái này thì họ nhờ người đọc hộ được không? Cái gì? Thôi sao? Nhờ người khác đọc kinh hộ được không? Đâu, chùa là thủ Lăng Nghiêm phải đọc trước mặt giáo hữu chứ. Đọc ở ông giáo hữu là người giám khảo luôn mà. Không thuộc là ngồi miết trong đó. Là phải gác học thuộc. Câu đơn giản, anh đang hối lộ 2 tỷ rồi phải không? Anh chuyển qua Mỹ nhiều rồi phải không, mang về phải không, mang vốn về nước Việt, tức là thu kêu trước tiên kêu họ mang vốn vô nước Việt, đóng thuế nha, đóng thuế cá nhân rồi sống, tức là vốn của mình dồn trở về nước mình. Cái qua Mỹ làm cái gì, mở Teletron rồi mở cái mặt xa rồi đi vòng vòng, chẳng làm mua building được không à, không có làm gì mà gọi là có ích lợi cho cá nhân hay cho cộng đồng mình chứ, tại đâu biết đâu làm. Đâu có dám mua hàng điện tử hay kiểu như hộ, đâu có ngon chơi như hộ vậy đi. Mở gì mạch rồi đó, đâu có làm được. Đấy, không có học sao làm. À, thôi chị mang về. Mang về còn giàu hơn nữa. Nên sau này đồng vốn mà chuyển ra hải ngoại sẽ về hết. Không biết ở đây mấy chục cái nhà, còn của mấy ông cán bộ lớn qua để mua cái nhà 2-3 triệu trả tiền mặt không. Sau này mà sư phụ mà thương nó mà quậy sư phụ á, sư phụ kêu sư phụ gọi lên sư phụ bạn trong quốc hội Mỹ thế gì ở Sacramento mấy anh làm thuế hay mày audit mấy anh này
ở đây nó không có nghề làm, nó không có phê chắc, mà nó mua nhà 2-3 triệu nó trả tiền mặt, sẽ nghĩ như sao? Việt Nam mà nó nhiều lúc á, qua bên Mỹ giống như bữa mấy con coi clip mà vụ đi Houston, nó miệng luôn. Ở đây một đồng bạc đi ra đi vô nhà bạn đó, nó có cái receipt record làm bảy lịch đó. Ok, hai cái mặt trời điểm rất là xấu, nhưng mà lại điểm tốt cho bác cô. Thường á mấy người ta nghĩ nhà cơ thể đi ngược lại với cái ý tưởng của người phàm. Mình vừa giải thích mấy cái này với mấy đệ tử riêng là ít có nói trên mạng, bữa nay lỡ rồi nói luôn là đi ngược lại không à? Mày muốn hả, chấp cho luôn á. Tại vì á khi mà đi những cái người ác mà họ được thuận ý hết, có nghĩa là gì? Họ nghịch với lòng dân. Khi nghịch với lòng dân thì cái nghiệp của họ đó là lúc đó đó lúc việc họ, cái này hơi bí mật chút, cho nên mình đừng có theo mặt đời. Putin sẽ thắng lợi, đó là lý do Tập Cận Bình theo lợi. Những người ác họ sẽ đóng vai cái người ác cực kỳ, giống như mình coi phim vậy đó. Trời ơi, đến lúc mà phim Điệp Viên 07 rồi, cái người hiền bị nhiếp hiếp đúng không, đến thằng ác lúc nào cũng thắng hết trơn á. Nhưng mà cuối cùng là sao, phim nó mới hay phải không? Thì bên trên là xuống thế gian mình cũng làm gì như cùng phim vậy đó. Giờ để cho cô phụ nghèo khổ từ nhỏ tới lớn, hiện giờ cũng bị bầm chặt te tưa tạm bề thỏ định đời vậy đó, thì nó mới hay. Sau này á, mấy thằng Mỹ này với mấy người mà hiện bây giờ mà không có tin cho phụ á, họ mới quay đầu cho nhiều, chứ còn thuận lợi quá đâu có phim, nó không có hay.